Tổng thống Hungary không dự hội nghị thượng đỉnh sườn đông NATO. Tổng thống Hungary Szulyos sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh của chính nước châu Âu ở sườn đông NATO, khi Budapest và Liên minh ngày càng bất đồng. Văn phòng Tổng thống Latvia ngày 10 tháng 6 cho biết Tổng thống Hungary Tamás Szulyos sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Bucharest Niner, nhóm gồm 9 nước châu Âu ở sườn đông NATO, diễn ra tại Riga ngày 11 tháng 6. Đại sứ Hungary tại Latvia sẽ đại diện quốc gia này dự hội nghị thượng đỉnh, phát ngôn viên của Tổng thống Latvia Edgars Rinkes cho hay. Điều này khiến hội nghị sẽ lần đầu tiên không ra được tuyên bố chung của 9 nước kể từ khi khuôn khổ này ra đời năm 2015. Thay vào đó, một tuyên bố sẽ được đưa ra dưới danh nghĩa Tổng thống các nước Latvia, Romania và Ba Lan, những bên đồng tổ chức hội nghị ở Riga. Việc ông Szulyos không dự hội nghị diễn ra trong bối cảnh Hungary và các quốc gia Trung Âu ngày càng bất đồng do Thủ tướng Viktor Orbán tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Nga và từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Văn phòng Tổng thống Hungary hiện chưa bình luận về thông tin này. Tổng thống Bulgaria, Cộng hòa Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Slovakia thường tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm Bucharest Niner. Đây đều là những nước thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Riga, sẽ tới Budapest ngày 12 tháng 6 để thảo luận về việc Hungary không tham gia sứ mệnh Ukraine của NATO, ông Orbán hôm 10 tháng 6 cho hay. Hungary tuần trước cho biết họ không có kế hoạch từ bỏ việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, đồng thời tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với Moscow ở những lĩnh vực không bị trừng phạt. Thủ tướng Orbán được xem là lãnh đạo có lập trường thân thiện với Nga nhất trong các thành viên NATO. Chính trị gia 61 tuổi đã nhiều lần kêu gọi thành viên liên minh hạn chế can thiệp vào cuộc chiến tại Ukraine, ủng hộ thúc đẩy Kiev và Moscow đàm phán thay vì viện trợ vũ khí cho Ukraine và kéo dài xung đột. Thủ tướng Hungary tháng trước cho rằng NATO đang dự tính có hành động quân sự bên ngoài lãnh thổ của mình, ám chỉ việc một số thành viên liên minh lên kế hoạch triển khai quân đến Ukraine. Ông tái khẳng định lập trường phản đối ý tưởng NATO can thiệp xung đột Ukraine và cho biết đang xem xét lại nghĩa vụ của Hungary trong liên minh để không phải tham gia vào những sứ mệnh như vậy. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.